Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh tiếp tục tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ và kết luận điều tra vụ án từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin của phóng viên Thanh Niên, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Bình Dương, từ ngày 4 tháng 11. Bị can Nguyễn Phương Hằng đưa lên mạng xã hội những thông tin thuộc bí mật đời tư của một số cá nhân. Bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3. Sau đó, ở giai đoạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung vụ án theo yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh. Phía gia đình bị can Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được đặt tiền bảo đảm thay cho biện pháp tạm giam để bị can Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại chữa bệnh. Song song đó, ngày 3 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo kết luận điều tra, từ tháng 3 năm 2021, bị can Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok, tổ chức nhiều buổi livestream, phát trực tiếp, nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng. Phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, ảnh hưởng tác hại xấu trong dư luận xã hội. Kết luận điều tra xác định bị can Nguyễn Phương Hằng đã đưa lên mạng xã hội những thông tin thuộc bí mật đời tư, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, trái quy định pháp luật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân của 8 cá nhân: ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh; bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh; bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển; bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng Lê Công Vinh; ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng; bà Đinh Thị Lan. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định để giúp sức Nguyễn Phương Hằng tổ chức livestream, có sự hỗ trợ của Huỳnh Công Tân, 28 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam; Lê Thị Thu Hà, 30 tuổi, nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Đại Nam; Nguyễn Thị Mai Nhi, 39 tuổi, trợ lý của bị can Nguyễn Phương Hằng. Ba cá nhân này đã thực hiện các nhiệm vụ như đăng tin trên Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream, in các nội dung bị can Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bà Hằng trước các buổi livestream, chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản xã hội của bị can Hằng, dẫn chương trình các buổi livestream, đưa các tài liệu cho Nguyễn Phương Hằng khi bị can phát ngôn, thông báo số lượng người xem, đọc lại các bình luận trực tiếp. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra nêu trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng phát ngôn về Võ Nguyễn Hoài Linh và Nguyễn Thị Mỹ Oanh, còn có sự gia của ông Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đình Kim, luật sư. Với tư cách khách mời của Nguyễn Phương Hằng đã có những phát ngôn về Hoài Linh, Mỹ Oanh. Đối với các cá nhân giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ tại cơ quan liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.